Ngày 20 tháng 11, tin từ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm, xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Song về tội chống người thi hành công vụ. Tối ngày 31 tháng 10, Tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Đắk Song tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện Tâm điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tâm có những hành động, lời nói quá khích, có dấu hiệu chống đối. Qua kiểm tra, công an xác định Tâm vi phạm ở mức 0,351mg một lít khí thở, nên lập biên bản xử lý vi phạm. Tâm đã điều khiển máy cắt cỏ hướng lưỡi cắt về phía tổ công tác. Lúc này tổ công tác đã áp sát khống chế Tâm, ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Trong khi khống chế Tâm, Thiếu tá Điểu Di Bình đã bị máy cắt cỏ cắt vào chân, phải nhập viện điều trị.